Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Ngày hôm nay Kim Chi sẽ giới thiệu với tất cả các anh chị và các bạn cặp đôi chăm sóc da rất là tuyệt vời, đặc biệt là về mùa thu đông. Trong tập trước thì Chi đã minh họa sản phẩm cho mọi người biết về sữa dưỡng thể GH của công ty Amway rồi. Và các anh chị nào muốn xem lại, chúng ta có thể qua trang YouTube của Đồng Thịnh Việt Nam để chúng ta theo dõi xem lại sản phẩm này nhé. Còn ngày hôm nay là Kim Chi sẽ tiếp tục với phần thứ hai là giới thiệu về sữa dưỡng thể GH của công ty Amway. Và bây giờ chúng ta cùng xem sản phẩm này có những cái ưu việt gì nhé. Thứ nhất, đó là về thành phần của sản phẩm. Thì thành phần chính của sản phẩm này đó là được chiết xuất từ nha đam, từ hạt nho và từ trà xanh. Đây là những thành phần mà có độ dưỡng ẩm rất cao và có khả năng chống oxy hóa, bảo vệ da rất là tốt. Và bây giờ chúng ta sẽ có một thí nghiệm nho nhỏ để chứng minh được cái sự bảo vệ da của sữa dưỡng thể GH như thế nào nhé. Ở đây chỉ có hai mảnh giấy tượng trưng cho cái bề mặt da của chúng ta. Một bên là chị sẽ để nguyên và coi như là chúng ta tắm rửa sạch sẽ thông thường thôi và không sử dụng sữa dưỡng thể hay bất cứ một sản phẩm nào cả. Còn bên này là chị sẽ sử dụng là sữa dưỡng thể GH để thoa lên bề mặt. Chúng ta lấy một chút và chúng ta sẽ thoa lên trung tâm của cái tờ giấy này. Chị sẽ sử dụng là màu thực phẩm và nó tượng trưng cho những chất là gây oxy hóa hoặc là những chất độc mà ở ngoài môi trường tấn công vào da của chúng ta. Mỗi bên chị sẽ sử dụng là 2 giọt. Và bây giờ chúng ta sẽ xem kết quả xảy ra như thế nào đối với hai tờ giấy này nhé. Và chúng ta cùng quan sát xem điều gì xảy ra nhé. Tờ giấy mà không được thoa dưỡng thể thì các bạn thấy là đây là cái dung dịch mà chúng ta vừa nhỏ đấy, nó sẽ thấm vào giấy. Và chúng ta sẽ xem mặt bên kia nhé. Xem mặt bên kia nào. Đó, và nó thấm sang bên kia luôn. Đó, các bạn có thể lấy tay và chúng ta thấy là nó thấm ra đến tay của mình luôn như thế này. Đó. Thế còn bên này thì chúng ta sử dụng sữa dưỡng thể để chúng thoa rồi chúng ta mới nhỏ dung dịch đó lên. Thì các bạn thấy quan sát là nó vẫn ở bên trên bề mặt. Bên trên bề mặt. Chứ nó không ngấm ở xuống dưới. Và chúng ta sẽ kiểm tra cái mặt sau xem nó có thấm qua không nhé. Đây. Tuyệt vời không cả nhà. Đó, nó không thấm xuống mặt bên. Chứng tỏ điều gì ạ? Như vậy là bằng thí nghiệm rất là đơn giản, ai cũng có thể thực hiện được và đã giúp các anh chị hình dung ra được là tính năng bảo vệ da của sữa dưỡng thể như thế nào rồi, đúng không ạ? Bên này là tờ giấy không được bảo vệ bởi sữa dưỡng thể thì nó rất là dễ bị các tác nhân độc hại của môi trường tấn công vào. Còn bên này thì đã được bảo vệ bởi sữa dưỡng thể rồi nên là nó hạn chế tối đa việc xâm nhập của tác nhân gây hại của môi trường tấn công vào da. Và bây giờ chị sẽ giúp các anh chị cùng tìm hiểu về cách sử dụng sản phẩm này như thế nào nhé. Đầu tiên mà các anh chị nhìn thấy ở đây đó là thiết kế của sản phẩm có dung tích là 400ml, có thể sử dụng được 6 đến 8 tháng cho một người. Và ở đây có khóa thông minh. Và mỗi lần khi mà chúng ta muốn lấy sản phẩm ra, chúng ta sẽ xoay theo chiều của kim đồng hồ. Xoay theo chiều của kim đồng hồ. Và lúc này chúng ta lại sẽ nhấn để cho sản phẩm ra. Khi muốn khóa lại thì chúng ta chỉ việc là xoay ngược lại thôi. Thì lúc này nhấn giữ sản phẩm sẽ không ra được nữa. Hạn chế được việc mở khóa khi mà trẻ em tò mò muốn nghịch ngợm sản phẩm của chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng sản phẩm đưa lên da của mình.
Sau khi mà da của chúng ta đã được tắm sạch bởi sữa tắm và lau khô thì lúc này chúng ta sẽ ngay lập tức là sử dụng sữa dưỡng thể thoa lên. Và chúng ta chấm đều trên da. Sau đó là chúng ta massage xoắn ốc. Kết hợp với những động tác là vỗ vừa xoa để giúp cho kem thẩm thấu dễ dàng dưới da của mình. Chỉ khoảng là 30 giây thôi là sản phẩm đã thấm hết vào da của mình. Và chúng ta thấy là da của chúng ta được sáng lên, rất là mềm và để lại mùi hương thơm rất là tự nhiên và rất là dễ chịu. Như vậy là khi mà sử dụng sản phẩm này đối với lại mùa thu đông thì các anh chị sẽ không phải lo cái hiện tượng là nứt nẻ về mùa thu đông, không có hiện tượng bong tróc, cũng là làm cho da của ta luôn luôn có cái sự là mượt mà. Thế còn về mùa hè thì sao? Thì mùa hè cũng vô cùng là cần thiết với sữa dưỡng thể, bởi vì chúng ta vẫn sử dụng điều hòa, cái việc là mất nước qua da nó rất là lớn. Ngoài ra thì chúng ta phải đi ra ngoài nắng nóng, nên là khi chúng ta sử dụng sữa dưỡng thể, nhưng lúc này chúng ta thoa 5 đến 7 lớp mỏng chồng lên nhau, nó sẽ làm cho các tế bào được ngậm ẩm, được căng bề mặt lên, tạo lên cái lớp phẳng căng bề mặt. Vậy thì khi ánh sáng chiếu vào, nó sẽ phản xạ ánh sáng đó để hạn chế cái việc là tác động trực tiếp của ánh sáng lên bề mặt da của chúng ta. Chính điều này nó sẽ giúp cho da của chúng ta hạn chế cái việc cháy nắng. Ở đây không có chỉ số là SPF hay là BA cộng, nghĩa là không chống được tia UVV, nhưng nó lại có cái tác dụng là phản xạ ánh sáng cực kỳ là tuyệt vời, nên nó sẽ hạn chế cái việc tấn công của những tia UV và những cái tia độc hại khác. Rồi, vậy thì qua cái phần chia sẻ của Chi thì đến đây thì chắc hẳn các anh chị đã rất là nóng lòng để sở hữu cặp đôi chăm sóc da tuyệt vời này rồi đúng không ạ? Vậy hãy liên hệ với người đã mời các anh chị để có thể tìm hiểu kỹ hơn về giá cả của sản phẩm như thế nào và cách mua hàng ra sao, làm sao để tiết kiệm nhất cho các anh chị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.